Kính thưa các thầy và các sư cô, đề tài tôi kính gửi đến quý vị sáng hôm nay là kỹ năng và lợi ích của thở thiền. Tôi dựa vào bài kinh Quán Niệm Hơi Thở thuộc kinh Trung Bộ 118, tương đương với kinh Tạp A Hàm 803 và 810. Bài kinh này đó có nhiều bản dịch khác nhau. Bản dịch của tôi ra đời vào năm 2013, xuất bản trong hai quyển. Thứ nhất là Kinh Phật cho người tại gia, nằm ở trong chương 1 có các kinh về thiền và chuyển hóa. Quyển thứ hai đó là quyển Kinh Phật Thiền và Chuyển Hóa, tức là một ấn bản in riêng phục vụ cho các khóa tu thiền Vipassana được tổ chức tại chùa Giác Ngộ mỗi tháng một lần. Cuối thế kỷ 20 và xuyên suốt hai thập niên của thế kỷ 21, phương Tây đó bùng nổ nhu cầu quay về đạo Phật. Một trong những yếu tố thu hút tạo nên làn sóng rất là mạnh mẽ đó là nhờ vào cuộc cách mạng thiền ở phương Tây, Evolution of Buddhist Meditation. Cuộc cách mạng thiền này đó bắt đầu từ những bài thuyết giảng của thầy trò thiền sư Suzuki. Lúc đó Suzuki đó là một sinh viên đại học, làm thông dịch viên cho thiền sư bổn sư của mình, thuyết giảng tại một số trường đại học ở Hoa Kỳ. Và sau đó đó tác động lên giới nghiên cứu phân tâm học, đặc biệt là các phong trào phân tâm học của Jung theo trường phái của Freud, và thừa hưởng từ thiền sư thầy của mình. Suzuki đã viết hàng loạt những bài nghiên cứu về thiền. Và xuất bản thành 3 tập sách: Essays on Zen, các tiểu luận về thiền. Thì vào thập niên 70 của thế kỷ trước, cư sĩ Trúc Thiên dịch quyển thứ nhất, Đại Đức Thích Tuệ Sĩ, nay là Hòa Thượng Tuệ Sĩ, dịch tập 2 và tập 3. Tại Việt Nam á, thì các nghiên cứu về thiền thông qua 3 tập của Suzuki được 2 dịch giả chuyển ngữ sang tiếng Việt, tạo thành một cái bước chuyển hoặc mới cho các nghiên cứu về thiền dưới góc độ học thuật và phân tâm học. 3 tác phẩm của Suzuki đó đã tạo ra một cái nhu cầu nghiên cứu so sánh. Thứ nhất á, thiền và bộ não, Zen and the brain. Và thứ hai đó là thiền và trị liệu. Zen and therapy.
Những nghiên cứu này đó đã thúc đẩy cho giới học thuật tại Hoa Kỳ ở cấp đại học không ngừng đánh giá, phân tích ba giá trị đặc biệt của thiền. Thứ nhất là tạo ra sức khỏe thể chất, physical health, không chỉ dừng lại ở việc xả stress. Thứ hai đó là nâng cao sức khỏe cảm xúc, emotional health. Và theo đó đó, nói theo ngôn ngữ của tâm lý học Hoa Kỳ từ năm 1984 trở đi, tạo ra chỉ số thông minh cảm xúc, emotional intelligence quotient, gọi tắt đó là EQ, trong tiếng Việt đó là EQ. Các nghiên cứu của Hoa Kỳ và thế giới cho chúng ta biết người có chỉ số thông minh cao IQ, trong tiếng Việt là y gắn Q, có thể rất giỏi trong học tập và tính khoa bảng, độ thủ khoa, thậm chí từ mẫu giáo cho đến tiến sĩ, nhưng hiếm khi được thành công sau khi rời khỏi nhà trường về nhiều lĩnh vực khác nhau, và phần lớn đó là lĩnh vực kinh doanh. Thì người có chỉ số IQ không mấy thành công. Ngược lại thì những người có chỉ số thông minh cảm xúc cao phần lớn là dưới lớp 12 lại trở thành các triệu phú, và trong số đó có những ngôi sao bắt đầu vươn lên thành mặt trăng, trở thành tỷ phú. Và dưới chiếu của họ trong một số lĩnh vực có các giáo sư tiến sĩ đầu ngành làm việc dưới trước. Như vậy thì giúp cho người thực tập nâng cao sức khỏe cảm xúc. Mà cụ thể là gì? Người dễ hài hòa, dễ thích ứng, dễ tiếp biến văn hóa, không vướng chấp chuyện quá khứ, không hận thù, ăn oán, quan trái, có lòng tha thứ, quảng đại, bao dung, vị tha. Những cái phẩm chất thông minh, cảm xúc tích cực đó đó giúp cho những người mà phần lớn đó chưa có được bằng cấp cử nhân lại có thể vươn cao trong lĩnh vực bao gồm quản trị, kinh doanh, thậm chí đó là chính trị. Lợi ích thứ ba của thiền đó là sức khỏe tâm, mental health, làm cho người thực tập trở nên sâu sắc, lắng động, điềm tĩnh, không bấn loạn trước các biến cố của cuộc đời. Bây giờ đó đó mở được cặp mắt tuệ. Thiền sư Thích Nhất Hạnh trước năm 1966 vang danh tại miền Nam Việt Nam nhờ vào hai nhóm tác phẩm chính. Thứ nhất là các tác phẩm về cải cách Phật giáo, bao gồm Đạo Phật Ngày Nay, Đạo Phật Ngày Mai, Đạo Phật Đi Vào Cuộc Đời, nói chung là Đạo Phật Nhập Thế. Và kéo theo sau đó đó là Pháp Tu Tiếp Hiện cho Phật Tử Tại Gia, dấn thân vào các hoạt động xã hội. Mà về sau này, từ năm 66 trở đi, khi có mặt tại Hoa Kỳ qua tác phẩm The Lotus Under the Fire, Under the Ocean of Fire, Hoa Sen Trong Biển Lửa,
Thiền sư Nhất Hạnh gọi đó là phong trào Engage Buddhism Movement, phong trào Phật giáo nhập thế, hay là phong trào Phật giáo dấn thân. Tương đương với thuật ngữ này đó thì Trung Hoa gọi là nhân gian Phật giáo. Cái chữ engage trong tiếng Anh đó, nghĩa gốc đó là gì? Đính hôn. Nghĩa thứ hai đó là dướng dính vào một cái gì đó. Và khi mà tạo ra cái từ này đầu tiên tại Hoa Kỳ đó, engage Buddhism, thì dĩ nhiên là cái việc mà chấp nhận nó không phải là chuyện dễ. Dướng dính vào cái việc gì? Đính hôn vào việc gì? Xã hội, chính trị, để làm cho Phật giáo đó có cơ hội hiểu, cảm thông trước nỗi khổ niềm đau của nhân sinh, và thông qua đó hành động từ bi cụ thể đó giúp cho người nhập thế đó có thể làm vơi đi và kết thúc được các bất hạnh này. Mảng sách thứ hai của thiền sư Nhất Hạnh đó là sách về thiền, mà hai tác phẩm tiêu biểu nhất của thiền sư là Nẻo vào thiền học và Nẻo về của ý. Tôi may mắn là đọc được hai nhóm tác phẩm này đó vào năm 88 và năm 89, giúp cho bản thân cải thiện được cách tiếp cận đạo Phật và sự hành đạo về sau này. Nếu đọc vào hai tác phẩm đó đó, thì quý thầy quý sư cô sẽ nhận ra rằng phương pháp thực tập thiền của thiền sư Nhất Hạnh đó, đó là thiền công án và thoại đạo, và chung đó là tổ sư thiền. Và những bài viết để tập hợp thành hai quyển sách nêu trên cũng ra đề vào thập niên 60 và 70 của thế kỷ trước. Chỉ sau thiền sư Suzuki khoảng chừng 15 năm đến 20 năm. Nhưng ở bệnh viện nghiên cứu thiền đó, nếu Suzuki đó đi từ góc độ học thuật phương Tây để đánh giá những cái giá trị của thiền Trung Hoa mà Nhật Bản chịu ảnh hưởng trực tiếp, thì tại Việt Nam cách tiếp cận thiền của thiền sư Nhất Hạnh là dưới góc độ văn học và giới thiệu một cách rất là nhẹ nhàng để cho người đọc đó, dễ dàng tiếp nhận, bao gồm những người khác tôn giáo và những người không theo đạo Phật. Năm 1966, khi học tại Đại học Columbia, là sinh viên thạc sĩ của khoa tâm lý học trị liệu, trong thư viện đó, thì thiền sư Nhất Hạnh đó, đọc được quyển Kinh An Bang Thủ Ý, tức là tương đương với Kinh Xuất Tức Nhập Tức, tức là Kinh Hơi Thở Ra Vào, tức là Kinh Quán Niệm Hơi Thở. Thì toàn bộ các nhận thức về thiền, kỹ năng về thiền, phương pháp về thiền đã bắt đầu thay đổi trong con người của thiền sư Nhất Hạnh. Nhưng phải trải qua hai thập niên cho đến năm 1986, thiền sư Nhất Hạnh mới chính thức kết thúc việc truyền bá phương pháp thiền của Trung Hoa và trở thành là một trong các thiền sư đi đầu về thiền tỉnh thức, mindfulness meditation, và tạo ra một cơn địa chấn đặc biệt đối với cộng đồng da trắng. Nếu chúng ta đọc những tác phẩm về ứng dụng thiền của thiền sư Nhất Hạnh trong tổng số 80 quyển sách viết về thiền chánh niệm
Rõ ràng đây là sự ứng dụng thứ nhất là kinh tứ niệm xứ trong chung bộ và đại niệm xứ trong trường bộ, để giúp cho người thực tập có thể làm chủ được thân, cảm xúc, tâm và các ý niệm. Thứ hai đó là dựa vào kinh quán niệm hơi thở, và đây là bài kinh mà thiền sư Nhất Hạnh làm thay đổi nhận thức và phương pháp về thiền của mình. Và chính đây cũng là bài kinh mà thiền sư Nhất Hạnh đó là triển khai cái tính cách ứng dụng, vừa là thi ca, vừa là văn học, vừa là nhạc thiền, với tổng số lên đến 86 bài. Và vừa đưa vào trong các sám nguyện, trong nghi thức Làng Mai Đại Toàn, ấn bản đầu tiên năm 94, tái bản lần cuối vào năm 2010. Và đây cũng chính là dấu ấn quan trọng nhất về phương pháp thiền của thiền sư Nhất Hạnh. Mà theo đó, người tu thiền tổ sư theo trường phái Đại Thừa có nhiều nội dung mới để học. Người theo thiền Vipassana, tức là thiền minh sát của Phật giáo Thượng Tọa Bộ, cũng có nhiều để học, nhất là ở góc độ ứng dụng và cái cách diễn đạt ngôn ngữ thường dịch nhẹ nhàng, sâu lắng, thuyết phục, đi vào trong nội tâm mà người đọc đó có cái cảm giác cuốn hút vào, và nó thúc đẩy cho người đó phải đi vào cái hướng thực tập để chuyển hóa. Ở góc độ này, thiền sư Nhất Hạnh của Việt Nam xứng đáng ngồi riêng một chiếu. Tôi dẫn nhập hơi dài một chút để thấy được cái tầm quan trọng của việc thực tập thiền. Mà trong suốt hai thập niên qua, từ năm 2002 đến nay, trong hàng trăm hàng ngàn bài giảng, tôi đã kêu gọi quý tăng ni và các Phật tử cần phải quay trở về các thực tập gốc mà được Đức Phật giảng dạy trong kinh Đạo Pali của Phật giáo Thượng Tọa Bộ, kinh Agama của Phật giáo Bộ Phái, để làm sao hoàn thiện được ba trụ cột tâm linh của Đạo Phật được Đức Phật khai sáng, đó là trí tuệ, đạo đức và thiền định. Theo đó, đề nghị của tôi là ai chỉ có thực tập thiền không thì phải bổ sung đạo đức và trí tuệ. Ai chỉ có đầu tư vào việc học không, tức là trí tuệ, thì phải đầu tư vào giới luật và thiền định. Ai chỉ nghiêng tầm về giới luật và cho rằng giới luật còn là Phật pháp, còn giới luật là số một, giới luật là trọng tâm, giới luật là quan trọng nhất, thì phải bổ sung thiền và trí tuệ. Và người tu tập theo pháp môn về bản chất là bởi trí tuệ, vì kinh giúp cho chúng ta bản đồ tu học Phật, cho nên đọc nhiều kinh là cặp mắt trí tuệ chúng ta được mở toang, thì phải bổ sung thiền và đạo đức. Và tôi cho rằng là không có tổ sư nào trong lịch sử 2600 năm truyền bá đạo Phật có được đẳng cấp tuệ giác ngang bằng với Đức Phật, bao gồm các vị A-la-hán được xem là cái quả vị giác ngộ cao nhất của Phật giáo Thượng Tọa Bộ và Phật giáo Bộ Phái, hay là các vị Bồ Tát ở ngôi vị thứ 10 của Bồ Tát Địa. Là về sau này trong kinh Hoa Nghiêm và kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, mở rộng thành đó là 51 đẳng cấp tâm linh của Bồ Tát, cũng không thể có ai ngang bằng với tuệ giác của Đức Phật. Cho nên thực tập để mở ra được tuệ giác, đạo đức và thiền định chính là trọng tâm hành trì của tất cả những người tu học Phật.
Vấn đề 2, kỹ năng thở thiền. Dựa vào bài kinh Quán Niệm Hơi Thở, kinh 118 Trung Bộ Kinh, và sau đây đó là bản dịch của tôi xin đọc một đoạn ở trang 637 Kinh Phật Cho Người Tại Gia. Này các đệ tử, hành giả vào rừng, ngồi dưới gốc cây hay nơi thanh vắng, ngồi thế hoa sen, giữ lưng ngay thẳng, đặt niệm trước mặt, tỉnh thức rõ ràng hơi thở ra vào. Đang khi thở ra, biết mình thở ra. Phép quán hơi thở gồm 16 điều. Đoạn đó tôi cho rằng đó là hướng dẫn về kỹ năng thở thiền. Thứ nhất là về không gian thực tập thiền. Lý tưởng nhất vẫn là dưới một gốc cây. Lý do đó, cây đó thu hút carbonic và tỏ ra oxy. Cây bồ đề là một trong các chủng loại tỏa ra oxy nhiều nhất. Cho nên không phải tình cờ hay vô cớ, tại Bốt Ca Da, Bồ Đề Đậu Tràng, nay nó thuộc về quận Ga Da, tiểu bang Bihar, nước Ấn Độ, Sa môn Siddhartha Gautama đã chọn ngồi miên mật 49 ngày dưới cây bồ đề. Và trong nội viện của chúng ta đó, thì từ năm 2016 đã trồng một số cây, phần lớn là cây xanh, cây sa la. Và thời điểm đó tôi là người trực tiếp đi chọn cây, đi mua cây, điều phối trồng cây. Thì quý vị có thể ngồi dưới các gốc cây, ngồi dưới các bãi cỏ, rất là thoải mái. Bây giờ bên chùa Thanh Tâm thì có hai dãy ni xá. Các sư cô có thể ngồi trong khung viên của ngôi chùa hơn 5 hectare này để thực tập thiền. Và một cái không gian khác á, ở mức độ tương đối dễ thích hợp hơn, đó là nơi thanh vắng. Thì trong mỗi căn nhà đó, nếu chúng ta chọn được cái nơi thanh vắng, có thể là một cái phòng riêng hay là ở trên sân thượng, mở cửa sổ, cửa cái để không khí có thể ra vào, chúng ta ngồi lặng ở trong một cái không gian yên ả đó. Nhưng mà đối với các nhà liền kề ở các phố thị đó, mà nhất là những nhà liền kề chỉ có một trệt hay là một trệt một lầu, thì nơi thanh vắng là một thách đố lớn, tức là không có. Thì lúc đó chúng ta phải tìm đến những công viên, mà ở Sài Gòn thì không có bao nhiêu công viên. Cái quy hoạch thành phố của chúng ta là bị hỏng, mật độ cây xanh quá kém. Thủ đô Delhi nhỏ hơn thành phố Hồ Chí Minh, thế mà đất nước Ấn Độ đã dành ra mười mấy ngàn công viên cây xanh. Về tư thế ngồi, lý tưởng nhất đó là ngồi thế hoa sen, thường gọi là ngồi kiết già. Hai lòng bàn chân đặt lên trên đùi phải và đùi trái. Thì cái này nó gọi là cái tư thế âm dương giao tọa, tức là chân trái chân phải giao nhau như thế này. Và điều đó nó chỉ thích hợp với những người có vận động thể thao toàn thân mỗi ngày, như là bơi lội, chạy bộ, nhảy dây, võ thuật, yoga, thì ngồi nó không có đau nhất. Còn những người chưa quen với thể thao
làm công việc văn phòng ngồi suốt ngày, hay là nghề máy thợ tiện, nghề may mà ngồi như thế là nó đau nhức kinh khủng. Cho nên chúng ta cũng không nên là quá cố chấp vào cái tư thế ngồi hoa sen, mà quý vị có thể ngồi ở trên ghế, nhất là ở trong công ty, là ở nhà. Nhà chùa Giác Ngộ từ năm 2016 tổ chức tu học ngồi ghế không à. Cho nên suốt ngày trong một cái không gian chỉ có 750 mét vuông, bữa sáng thì 600 người trung niên lão niên, bữa chiều thì 600 đến 800 thanh niên sinh viên của ngày Chủ nhật. Còn á, chiều thứ bảy thì có khoảng 400 đến 600 các cháu 3 tuổi đến 12 tuổi đều đặn mỗi tuần. Là nhờ vào á, cái chủ trương không bắt buộc phải ngồi xếp bằng ở dưới sàn nhà. Còn tăng ni chúng ta thì việc ngồi xếp bằng đó khó, người đã quen từ lúc mình vào chùa rồi. Với cái quan trọng đó, trong tư thế ngồi, dù là ngồi dưới sàn nhà hay là ngồi trên ghế, thì lưng phải thẳng giống như vách tường. Nếu mà tường mà bị nghiêng thì nó sẽ bị sụp đổ. Còn cái tường mà thẳng đứng thì nó sẽ bền vững với thời gian. Thì ngồi cũng vậy, nhưng mà đừng có gồng các cái cơ bắp lại. Gồng như thế này là thua. Buông thư các cơ bắp. Thứ ba, duy trì chánh niệm. Tức là đặt niệm trước mặt là một cái khái niệm được trưởng lão Thích Minh Châu dịch sát nghĩa với tiếng Bali. Bây giờ cái khái niệm trước mặt, quý vị có hình dung nha, khi ngồi thiền thì chúng ta khép mắt lại khoảng 80-90%. Thì lúc đó đó cái tầm mắt đó, nó sẽ nhìn lên trên sống mũi khoảng chừng 2 cm thôi. Còn những người không bị hôn trầm thủy miên thì có thể khép mắt 100% mà không sợ bị ngủ gật, ngủ trong tâm ngủ ra. Thì tại sao chúng ta phải khép mắt lại khi ngồi thiền? Là bởi vì mắt là cửa ngõ của tâm hồn. Cho nên khi con mắt quan sát con người và cảnh vật, tự động nó tạo ra cái tiến trình ký ức, tiến trình tưởng tượng với các phản ứng cảm xúc và thái độ khác nhau. Do đó phải ngồi ở một gốc cây, tức là không có người lai vãng, ở nơi thanh vắng, để chúng ta không nhìn thấy người khác, nó không làm động tâm của mình. Và ở nơi thanh vắng như vậy đó, thì các âm thanh của con người như là nói chuyện, là thị phi, chửi bới, xe cộ, chó sủa, vân vân, nó không làm cho mình động tâm. Và trong kinh Trung Bộ, Đức Phật nói âm thanh tiếng ồn là cây gai của thiền định. Nếu chúng ta đặt lời giải này vào trong bối cảnh của môi trường học ở thế kỷ 20 và 21, Đức Phật là số 1. Phương Tây ngày nay mới đưa ra 4 loại ô nhiễm đất, ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí và ô nhiễm tiếng ồn. Nếu quý vị xem phim phương Tây đó, dọc theo các khu dân cư, nhà đầu tư làm đường cao tốc nào cũng bắt buộc phải làm hàng rào bằng tường cao lên 2.5 m cho đến 3 m để chắn tiếng ồn, không làm ảnh hưởng đến cái tiếng ồn đối với khu dân cư ở bên trong. Và người Đức thì thông minh hơn, khu dân cư cách mặt tiền đường á của các con lộ cao tốc hay là các con lộ bình thường trung bình là 2 cây số. Chứ mà vào khu dân cư là chúng ta không nghe tiếng ồn. Thì Đức Phật đã xem đó, tiếng ồn là cây gai có thiền định, tức là một loại ô nhiễm tâm. Nên đặt niềm trước mặt là gì? Tức là ánh mắt đó, chúng ta nhìn nó sống mũi khoảng chừng 2 cm thôi. Nghĩa là nó chỉ giới hạn ở trong cái không gian hẹp đó. Và chứ hiện tiền đây được hiểu hai nghĩa, bây giờ và tại đây. Bây giờ tức là thời khắc này, tại đây tức là không gian mà chúng ta đang thực tập thiền. Thân đâu tâm đó, thân và tâm á không ly dị nhau, không tách rời nhau. Và bằng tư thế ngồi đó, cách thức đặt niệm ở trước mặt đó đó, chúng ta mới duy trì được tỉnh thức rõ ràng. Tức là tâm của mình nó như một tấm gương phản chiếu, mọi
cái lớp ý niệm, lớp cảm xúc, lớp thái độ, lớp tâm tư và lớp nhận thức, lần lượt xuất hiện trên bề mặt của tâm như thế nào, chúng ta ghi nhận trung thành như thế đó, không can thiệp, không bóp méo, không bơm phồng, không cường điệu, không bô đen, không tô hồng. Cái này thì tôi thường sánh ví nó giống như là không cần phải tiêu diệt bóng tối bằng vũ khí, chỉ cần giữ ánh sáng, bóng tối tự kết thúc, mà không cần phải có cuộc đấu nào, cuộc kháng chiến gì để chống lại đó. Cho nên cái cốt lõi của thực tập thiền theo lời Phật dạy đó là tỉnh thức rõ ràng, là không chạy theo, không vướng kẹt vào, không phản ứng chống lại. Để khởi chánh niệm thì tự động các cái vọng niệm nó xuất hiện lên đó, nó bị nhận dạng, thì tự động nó quê, nói theo ngôn ngữ bình dân chút xíu, nó bị quê, bẽn lẽn tự động nó biến mất rồi. Cũng giống như có một cái anh cảnh sát giao thông đứng ở ngã tư đường, thì những người tham gia giao thông bằng các phương tiện giao thông khác nhau dè dặt, sợ, nể, không dám vượt đèn đỏ. Và ở Việt Nam mà các ngã tư không có cảnh sát giao thông, người ta vẫn vượt đèn đỏ bình thường, vì chưa có các hệ thống camera giao thông như ở phương Tây, và chưa có các cái máy chụp hình tốc độ cao đầy đủ. Bây giờ vẫn có nhưng mà nó chưa có nhiều. Còn ở Mỹ và châu Âu là ở chỗ nào cũng có, chạy 180 cây số một giờ máy vẫn chụp thấy rõ bản cái bản số xe và gương mặt của người lái, làm sao chối được. Thì người ta thay thế các anh cảnh sát giao thông bằng hệ thống máy chụp giao thông và đèn giao thông, thì người lái xe đó ý thức rất rõ rằng á, tôi đang bị quan sát, đang bị theo dõi, cho nên dầu ở phía trước đường, ở bên trái đường, bên phải đường, tức là ngã tư á, không có bất cứ một phương tiện giao thông nào, không có người đi đường, cũng không có cảnh sát giao thông, người lái xe phương Tây ngoan ngoãn ngồi chờ cho đến lúc bật đèn xanh mới bắt đầu chạy. Đó là tỉnh thức rõ ràng, nó giống như vậy đó. Nó tạo thành một cái automatic về nhận diện. Điều năm về kỹ thuật thở. Đang khi thở vào, biết mình thở vào. Đang khi thở ra, biết mình thở ra. Như vậy đây nó có hai nội dung. Cái dòng thở không bị gián đoạn, đi ra, đi vào, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơi. Là thở giống như rùa đó, thì sống thọ lắm. Các ông rùa, bà rùa, cậu rùa, cụ rùa, thở đến độ mà nếu chúng ta lấy một cái lông của con gà, con vịt hay con chim đặt ở trước cái lỗ mũi của con rùa, chúng ta không thấy cái mấp máy, tại vì thở rất chậm, thở rất dè. Mà càng thở chậm thì càng sống thọ. Tôi đề nghị công thức thở thiền như sau. Trong tư thế đang đi, công thức sẽ là 3-1-5-1. Tức là hít vào bằng lỗ mũi 3 giây, nín thở 1 giây, thở ra 5 giây, nín thở 1 giây. Tùy theo cái hơi thở của mỗi người, sức khỏe thể chất của mỗi người, mà chúng ta có thể tăng cái con số thở vào và thở ra lên 1 giây hoặc là hạ xuống 1 giây. Còn nếu chúng ta đang chơi thể thao thì nhớ tuyệt đối không đeo khẩu trang, ngoại trừ trong cái giai đoạn Covid, thì lúc đó quý vị phải chơi thể thao ở nhà, không sao. Còn ra ngoài đường mà chơi thể thao đó, đang chạy, đang gì đó, leo núi mà mình đeo khẩu trang thế này đó, là cái lượng oxy nó vào trong cơ thể không đủ, nó dẫn đến đột quỵ.
thì lúc đó chúng ta phải hít bằng lỗ mũi và thở ra bằng miệng để nó tống cái lượng carbonic hay còn gọi là khí trượt á, từ trong cơ thể ra bên ngoài. Trong lúc chúng ta đứng thì cũng không nên thực tập thiền, mặc dù trong tư thế thiền đó thì có đi đứng đó là ngồi nằm, nhưng mà đứng chỉ là trường hợp bất đắc dĩ khi chúng ta đang phải xếp hàng theo văn hóa lịch sự, người đến trước được phục vụ trước, hoặc là chúng ta đang chờ ở gác ngã tư đường khi đèn đỏ bật lên. Ở Việt Nam có chỗ xét cái thời gian đó đến 60 giây, thì mình dừng xe nó giống như là đang thiền đứng vậy đó. Mà người mình đang ngồi trên xe, nhưng mà nó được xem giống như mình đang thực tập thiền đứng, để mình không có bồn chồn lo lắng bất an vội vã. Nếu là cứ tập hít thở thôi, thì khi mình xếp hàng cũng phải thực tập thiền đứng như vậy. Còn hữu dụng nhất vẫn là thiền ngồi và thiền nằm. Thiền nằm thì áp dụng trước khi đi ngủ. Tại Việt Nam chúng ta có cái văn hóa nghỉ giữa trưa, còn người phương Tây ta không có ngủ trưa. Có ai đó nói rằng là ngủ trưa là ảnh hưởng văn hóa Pháp, không đúng. Tôi đã đi giảng ở Pháp 4 lần, mỗi một lần đó cả chục ngày. Pháp đâu có ngủ giữa trưa. Thì dĩ nhiên là ngủ giữa trưa nó cũng có cái hay của nó, tức là chúng ta sẽ đỡ mệt nhọc sau 4 tiếng làm việc nghiêm túc vào buổi sáng. Nhưng mà ngủ giữa trưa nó có một cái hệ quả khác, nó là dễ bị béo phì. Bởi vì 11 giờ kết thúc, đi về tới nhà là 11 giờ rưỡi hoặc 12 giờ, ăn cơm vô 12 rưỡi, nghỉ giữa trưa từ 12 rưỡi đến 1 rưỡi, nó không có cơ hội để tiêu hóa thức ăn. Thì nằm trong tư thế đó dẫn đến béo phì đó. Như vậy áp dụng thiền nằm trước khi đi ngủ thì trị được mất ngủ. Và nếu như là nghỉ giữa trưa cho thiền nằm thì chúng ta sẽ phục hồi năng lượng rất nhanh. Còn thiền ngồi đó, chúng ta có thể thực tập ở nơi làm việc, ở nhà, ở những khóa tu. Và nhất là những người bị đau nhức xương khớp tê, viêm lạc khớp, thoái vị địa điểm, đừng cố gắng ngồi trên sàn nhà, vì ngồi như thế cảm giác tê đau nhất làm cho chúng ta mất đi sự tập trung, và quan trọng hơn là mất đi cái cảm giác hỷ lạc. Đó là lợi ích của thiền, niềm vui và hạnh phúc. Rất nhiều người hướng dẫn á, cứ ráng ngồi đi, nó có tê đau nhất cỡ nào, thậm chí là máu nó không lưu chuyển, cứ đừng quan tâm, cứ quên nó đi, cứ gắng đi, sau thời gian đau thận hết, về lớn tuổi đi lùm khùm đi không nổi. Thực tập như thế để được cái gì? Cho nên chúng ta phải hiểu tư thế tốt nhất để tập trung dễ dàng nhất là thiền ngồi, và ngồi trong tư thế hoa sen. Nhưng nếu sức khỏe chúng ta ngược lại với tư thế hoa sen, chúng ta có thể ngồi trên ghế, không sao. Cái cốt lõi của thực tập thiền là gì? Tỉnh thức rõ ràng trên nền tảng có đặc điểm trước mặt. Trong phần 3 đó thì có 16 kỹ thuật thở thiền. Thì chúng ta lưu ý đó, 4 kỹ thuật đầu đó giúp cho chúng ta điều thân. Kỹ thuật thứ 5 đến thứ 8 là làm chủ cảm xúc. 9 đến 12 làm chủ tâm. 13 đến 16 làm chủ mọi ý niệm. Nếu các thầy các sư cô để ý đó, thì Đức Phật rất là sâu sắc khi đó hướng dẫn cho việc điều thân, thì chỉ có 4 động tác thở thiền thôi.
Nhưng mà để điều tâm phải có đến 10, 12, chia làm 3 nhóm. Vì tâm nó gồm có cảm giác, tâm ý và ý niệm, phức tạp hơn. Các rừng thiền ở Miến Điện đi theo hai trường phái. Có những rừng thiền tập trung vào Samatha, tức là định trên nền tảng á của dừng lắng, tức là chỉ. Và khi mình dừng lắng được rồi thì tâm nó giống như là một tấm gương, trong suốt bao nhiêu cảnh vật xung quanh nó đều được phản chiếu một cách trung thực, cũng giống như là dòng nước á, khi không bị tác động của gió thì tự động nó lắng trong hết tất cả những cái bợn dơ, nó được lắng xuống ở dưới dưới đáy, và cảnh vật được tương phản bên trên nó không bị bóp méo. Nhưng mà nói thú thật đó, Đức Phật không nhấn mạnh vào thiền chỉ như cách mà Phật giáo Miến Điện đã và đang làm. Để nhấn mạnh về thiền chỉ đó thì các thiền sư tại nước này đó hướng dẫn khi chúng ta cắt cái chân lên thì phải theo dõi từng động tác cắt chân lên, nhấc chân lên đến cái tầm đầu gối, rồi đặt chân tới phía trước, rồi hạ xuống từ từ, chạm chân trên mặt đất, rồi lúc 6 giây đến chục giây. Trong các rừng thiền, việc đi quá chậm như thế thì xem là bình thường. Nếu quý vị mà thực tập như thế ở ngoài xã hội, ta nói với quý vị không bình thường cái đầu. Như vậy, việc thực tập như thế có chỗ ứng dụng ở trong xã hội không? Rất khó. Chưa có một bài kinh nào về thiền bằng ngôn ngữ trực tiếp, ngôn ngữ ám chỉ, ngôn ngữ ứng dụng. Đức Phật phải yêu cầu chúng ta phải thực tập thiền chậm để đạt được cái tính thiền chỉ như cách của Miến Điện. Không có. Tôi chọn ra là 7 bài kinh về thiền tiêu biểu. Không có bài kinh nào dạy như thế. Và trên thực tế thì Đức Phật cũng chưa từng liệt ra 40 đề mục thiền chỉ. Đây là đóng góp của A-la-hán Buddha Gosa trong quá trình biên tập kinh điển và chú giải kinh điển. Ngài đã thống kê và liệt ra là 40 đề mục. Thì tôi có một cái quyển sách hướng dẫn về 40 đề mục thiền này, và cũng có một vài bài giảng, quý vị có thể search trên Google để nghe thêm. Thực ra trong 40 đề mục đó, nó có những đề mục nó thuộc về thiền quán. Thứ nhất đó là tập trung vào chánh pháp để đạt được thiền chỉ. Và chánh pháp đó, nó thuộc về nội dung mở trí tuệ. Thì cái mở trí tuệ nó thuộc về thiền quán. Đối với 4 hơi thở giúp cho chúng ta điều thân á, thì các thầy các sư cô á chỉ cần nhớ thế này. Thứ nhất, hơi thở dài. Thứ hai đó là hơi thở ngắn. Thứ ba đó là ý thức toàn thân. Thứ tư á là an tịnh toàn thân. Hơi thở dài và ngắn là khái niệm tương đối đối với mọi người, và nó lại thuộc vào cái tư thế mà chúng ta đang tập thực tập thiền. Như đã tôi đã nói đó, thiền đi thì cái hơi thở dài và ngắn nó ngắn hơn là lúc chúng ta thiền ngồi. Và khi chúng ta thiền nằm á, thì hơi thở dài ngắn á, là có thể được thực hiện ở mức độ maximum. Cho cái công suất đối với thiền nằm mà tôi đặt ra đó là 6 3 9 3, hít vào 6 giây bằng lỗ mũi, nín thở 3 giây, rồi thở ra 10 giây bằng lỗ mũi và nín thở 3 giây. Cái thở như thế này ta gọi là thở 4 thì. Tại sao chúng ta không hít thở bằng miệng mà phải là bằng lỗ mũi? Vì trong lỗ mũi nó có rất nhiều các mao mạch và hệ thống lọc. Cho nên đó, nếu lỡ hòa lẫn ở trong không khí có những cái chất bẩn, chất dơ mà mắt mình không nhìn thấy được,
thì việc hít vào đó bằng lỗ mũi đó, hệ thống lọc tự nhiên ở trong cái lỗ mũi nó giúp cho chúng ta hạn chế tối đa những cái độc tố. Và chúng ta có 6 vị trí để mình để ý. Thứ nhất là 2 cái lỗ mũi, thứ hai là cái khoang mũi, thứ ba là thanh quản. Thì ở cái động tác đó là ý niệm về hơi thở dài, hơi thở ngắn, qua 3 cái vị trí này mà không cảm nhận được. Nhưng ở cái bài tập thứ ba là ý thức toàn thân, thì lúc đó hơi thở đi vào 2 lỗ mũi, đi qua khoang mũi, đi vào thanh quản, chúng ta phải cảm nhận được. Mà muốn cảm nhận được thì phải tập trung, phải lắng tâm. Và 3 vị trí còn lại đó là ngực, bụng, đan điền. Thì khí vào ở vùng ngực, ngực to ra, khí có mặt ở bụng, bụng lớn lên, khí có mặt ở đan điền thì đan điền tru phồng. Chúng ta quý vị chỉ cần nhớ cái kỹ năng đơn giản thôi là phình, phình, phình. Và nín thở 3 giây để làm gì? Thanh khí khi được vào đến đan điền đó, khi nín thở nó sẽ xuống tận đáy của đan điền. Rồi lúc đó chúng ta thở ra thật là dài, nếu trong tư thế nằm 10 giây bằng lỗ mũi, thì toàn bộ các trục khí sẽ được tống ra bên ngoài. Lúc đó quý vị liên tưởng xẹp, 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 đẩy khí từ đan điền lên bụng thì thoát đan điền, đẩy khí từ bụng lên ngực thoát ngực, đẩy khí từ ngực ra thanh quản và ra lỗ mũi thì thắt ngực hay là thoát, hay là thoát ngực. Ý thức toàn thân được hiểu là gì? Chúng ta phải liên tưởng, phải cảm nhận được cái luồng khí đó đang có mặt ở vị trí nào trong cơ thể, phải cảm nhận được nha. Thì cái đó mới gọi là gì? Ý thức toàn thân. Còn rộng hơn nữa là gì? Hàng triệu các tế bào. Cái này nó lại làm cho chúng ta phải tưởng nhiều hơn. Cho nên cái ý thức toàn thân chỉ cần tập trung vào 6 vị trí: 2 lỗ mũi, khoang mũi, thanh quản, ngực, bụng, đan điền, chiều đi vào và chiều đi ra. Tôi làm việc mỗi ngày trung bình là 14 đến 16 tiếng và gặp rất nhiều các chướng duyên và rất nhiều cái sự ngộ nhận chống đối, chỉ trích, vu cáo xuyên tạc, mà tôi vẫn thoải mái được là tôi có thói quen thở rất là sâu. Lúc nào sau khi làm 1.5 tiếng là phải thở 15 phút, nó phục hồi sức khỏe rất là nhanh. Ai bị lo lắng, hồi hộp, căng thẳng, bất an, chỉ cần thở 3 phút theo chu kỳ 4 kỳ đó, 4 thì đó, là nhịp tim ổn liền. Thậm chí chỉ cần là 60 giây thôi, trước khi ngồi vòng thi, đừng lo lắng gì, nhắm mắt lại, hít thở thật sâu, quý vị sẽ nhớ bài nhiều hơn, là bài tốt hơn. Và khi mà ý thức toàn thân như vậy đó, thì cái sự an tịnh, lắng dịu, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an của thân được gọi là khinh thân sẽ bắt đầu xuất hiện như là một phản ứng kết quả rất là tự nhiên, chứ không cần phải gắn ngược gì hết đó. Về việc làm chủ cảm xúc, 4 kỹ năng thở từ 5 cho đến 8. Thứ nhất á, là hoan hỷ. Thứ hai đó là hạnh phúc. Thứ ba đó là toàn thể hoạt động tâm ý. Và thứ tư á, là an tịnh tâm ý. Nếu quý vị tập trung thở thiền ở 4 kỹ năng này đó thì không bao giờ rơi vào trầm cảm. Các nghiên cứu thiền về bộ não của phương Tây được tiến hành trong các phòng thí nghiệm cao cấp tại Mỹ và châu Âu
bởi các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, y khoa hàng đầu của thế giới, cho chúng ta rất nhiều các kết luận sáng giá. Thực tập thiền đúng sẽ giúp cho chúng ta làm chủ được cảm xúc và vượt qua được các cảm xúc tiêu cực. Chị em phụ nữ là sống với cảm xúc á, gần như là 90%, cho nên khó tu hơn và tu chậm hơn người nam. Vì người nam á là thiên đàng lý trí, mà thiên đàng lý tính á thì các hoạt động cảm xúc á rất là khô khan, vì do đó cái độ vướng chấp vào cũng ít hơn. Cho nên đó, khi mà ta nói cái người nam mà gọi là không được đánh giá cao, ta nói là ông đàn ông này tính như đàn bà. Thì cái tính như đàn bà là gì? Cái cảm xúc như là đàn bà, dễ buồn, dễ hờn, dễ giận, dễ tức, dễ để bụng, dễ chấp nhất, dễ tính toán, quá chi ly, quá khó chịu, không buông bỏ được. Thế này không phải là nói xấu đàn bà nha. cái cấu tạo sinh học á, tự động á, cái dòng chảy cảm xúc ở phụ nữ nó giống như là thác tuôn trào. Từ đó về phương diện hôn nhân á, tổ tiên Việt Nam có khuyên là gì? Cưới vợ thì cưới liền tay. Tại vì phụ nữ ta thay đổi lẹ lắm, ta sống với cảm xúc, mà cảm xúc á, nó được là nuôi dưỡng thức ăn bằng cái lỗ tai. Đàn ông á, dù không đẹp trai, nói dai, nói dài, nói ngọt, nói ỉ ôi, nói tăng bốc, nói tán dương. Cái cô gái đó mập tù lú rồi, mà nói trời em đẹp lắm, em là số một thôi. Hồi chứ nghe sao không mê, không bắt ruột được. Cảm xúc làm cho chúng ta không chấp nhận hiện thực. Cảm xúc có nhu cầu được tăng bốc. Cảm xúc có nhu cầu được hả hê, cảm xúc có nhu cầu được phục vụ, và cảm xúc là một sợi dây xiềng xích cho bộ chúng ta. Cho nên ai sống nhiều với cảm xúc là người đó rất khó tu. Cái thước đo để biết người nào cảm xúc nhiều cảm xúc là gì? Nằm xuống ngủ liền là người ít cảm xúc. Còn người nào đó lại lạ chỗ nha, đi đâu á cái chỗ mới ngủ không được, thức ăn mới không thích ứng được, sinh hoạt mới không làm quen được, nghề nghiệp mới đưa lý do bỏ, thì biết rằng là những người đó đó cái cảm xúc chấp tương đối là nhiều. Còn người dễ thích ứng, đi đâu cũng ở được, ở đâu cũng ngủ được, ở đâu cũng ăn được, ai nói gì cũng cười hè hè hơi hơi, ai chửi bới gì cũng bỏ qua, không giận không hờn, không để bụng, không để dạ, người đó rất dễ tu. Tại vì không chứa kẹt cảm xúc. Cho nên á, ở cái kỹ năng 5, cảm nhận mừng vui. Cái mừng vui này nó đâu muốn có. Quý vị phải tự liên tưởng. Nên mỗi lần mà tôi hướng dẫn ai chụp hình đó là ta cười à. Phải chụp tiếu. Hãy liên tưởng cái miệng mình là bông hoa đang nở. À, nếu là phụ nữ mình nói là bông hồng đang nở. Là người nam mà đó là hoa sen đang cười, hướng dương đang tươi. 1, 2, 3 béo là ta cười liền à. Chứ nói là 1, 2, 3 cười ta không cười, mà nó béo là cười. Rồi 1, 2, 3 bắt rồi ông đệ cái ta cười. Nói cái từ gì tới tiếu tiếu là ta cười. Mà cái cười đó là thuốc trị trầm cảm. Rất nhiều người trong chúng ta không để ý đến yếu tố này. Cái chất hỷ đó, BT. Hỷ tự nhiên đó là kết quả của sự thực tập. Hỷ có điều kiện đó là những cái nhân tạo mà chúng ta tạo ra cho chính mình. Cho nên tôi phải tập cười thường xuyên. Lúc giảng cứ phải cười hoài, cứ nói là cứ cười hoài. Giảng xong không căng thẳng, ngồi 2 tiếng, 3 tiếng, quý vị có thể mệt chứ tôi không mệt. Thế tôi cười hoài sao mệt được. Nhưng những người hướng dẫn thiền thiếu kinh nghiệm á, đọc vào các kết quả nghiên cứu thì có thể giúp được vượt qua trầm cảm, mà cho những người trầm cảm ngồi là tiêu đề. Vì ngồi nó hướng vào bên trong. Mà trầm cảm là gì? Người ta đã thất bại rồi.
đang làm, đang học, đang giao tiếp, đang nói bỏ nói, đang tương tác bỏ tương tác, giam nhốt mình trong một căn phòng, khửa răng họ cũng không nói. Cái nỗi đau nó bám sâu quá đến độ đó họ xuống tinh thần, mất tự tin, mất dễ khuý. Và trầm cảm về bản chất là một loại tâm thần nhẹ. Cho nên thực tập thiền trong tình huống này là thiền đi, chứ không phải là thiền ngồi. Dù lúc chúng ta hướng dẫn cho người đó ngồi mà kêu họ hỉ là cười lên cười sâu đổi, tôi là chuyên trị về trầm cảm và tự tử, rối loạn tâm thần đa nhân cách suốt 20 năm liền. Mỗi lần hướng dẫn họ, buộc họ đó phải xem phim hài, mà tự thân của người đã không muốn xem cái gì hết trơn á, cho nên phải có người thân đi theo, người thân mới nhắc nhở. Và khi hướng dẫn là tôi bắt buộc phải thông vì audio hết, thì về nghe lại, chứ còn nói xong người trầm cảm không nhớ gì đâu, họ mất phản xạ, mất cảm xúc, mất hết các phản ứng. Cho nên đó là thực tập thiền để vượt qua trầm cảm, đối với người trầm cảm đó là thiền đi. Và thậm chí quý vị có thể cho họ thiền ở trong thể thao, theo dõi từng cái động tác họ chạy, họ nhảy, họ vận động, cái đó mới trị được trầm cảm, chứ ngồi là không thể vượt qua trầm cảm được. Còn đối với những người không bị trầm cảm á, thì ngồi vẫn là tư thế tốt nhất để trải nghiệm cái sự hỷ lạc, khi mà chúng ta đóng bít hai cái giác quan thị giác và thính giác. Giải trí là nằm ở hai cái nhu cầu này, và hai nhu cầu này đã làm cho người ta tốn đi 90% tổng số tiền tiêu thụ cho các hoạt động giác quan, thậm chí nhiều hơn thế, như là con mắt, mẫu mã, thời trang, mỹ phẩm, trang sức phẩm, áo quần mới, nhà cửa mới, xe cộ mới, cảnh trí mới, du lịch, hưởng thụ, du lịch xanh, du lịch tâm linh, tất cả cái này là phục vụ cho thức ăn cho con mắt thôi. Nó tốn gấp 100 lần cái nhu cầu của bao tử. Cho nên khi mình ngồi đó, mình trải nghiệm được cái sự hí lạc, đang khi con mắt không nhìn thấy, do cho là khép mắt lại, lỗ tai chúng ta không nghe các loại nhạc, các loại phim, vì chúng ta có mặt ở trong một không gian thanh vắng. Mà tại sao mình vẫn trải nghiệm được cái sự hỷ lạc? Đó là vì mình làm chủ được cái phản ứng cảm xúc. Cho nên ở góc độ này đó, thì cư sĩ Goenka là một người sáng tạo. Ông tập trung vào á, quán cảm xúc thôi. Và thậm chí ông dùng những cái khái niệm á, dò cảm xúc. Cảm xúc mình đang đau, đang xót, đang hận, đang phẫn uất, đang hạnh phúc ở chỗ nào, vì cái gì, đối với ai, sự kiện gì, nhận diện rõ nó ra. Và trong suốt 10 ngày thực tập như vậy, không truyền thông, không điện thoại, không nói chuyện, và những cái không gian thiền Vipassana của Goenka đó, chuẩn mực đó, thì nam ở một khu vực riêng, nữ ở khu vực riêng, tụng kinh riêng, ăn cơm riêng, sinh hoạt riêng, không gặp mặt nhau. Như vậy là cái tương tác giới tính trong những cái sinh hoạt là hoàn toàn không diễn ra. Cho nên nó làm cho tâm của các hành giả nam, các hành giả nữ nó lắng nhiều suốt. Thứ nhất là mình cảm xúc nhiều, xem điện thoại di động, internet, mạng xã hội, nó làm cho chúng ta bị nhiễu sóng, buồn, phiền não, căng thẳng, mất tập trung, khổ đau, lệ thuộc, mệt mỏi, mất ngủ và nghiện. Thì bây giờ 10 ngày như thế là ngưng hết cái hoạt động này, thì tự động cái cảm xúc đó nó lắng dịu xuống liền, và cái đó nó tạo ra cái cảm giác hỉ. Nhưng mà 5 ngày đầu là một cái khủng hoảng, bởi vì chúng ta đi ngược lại với thói quen thường nhật. Nhưng mà đến ngày thứ 6 trở đi đó, chúng ta mới trải nghiệm được cái sự bi thi, đó là cái hỉ lạc đó, nó rất là thoải mái. Và cái này nó làm cho người ta phải đến những trung tâm thiền như thế lần thứ 2 và nhiều lần nữa. Cái này thì Đức Phật không dạy. Tại sao? Vì đó là hỷ có điều kiện, phải vào cái không gian như thế, ngừng các hoạt động giác quan như thế, thực tập như thế, thì cái hỷ đó là cái hỷ có điều kiện. Nhưng mà khi trở về với gia đình, tiếp xúc với người, nghe, nhìn,
Và nhất là những người khó nghe, khó chịu, khó ưa, không biết điều, phiền não tiếp tục trỗi dậy, hay là ở nơi làm việc mắt thấy tai nghe những chuyện chú tai nghe mắt, tự động phiền não xuất hiện, chúng ta lại bắt đầu phát sinh ra ý niệm tôi phải vào trung tâm thiền đó để tôi giải quyết các vấn đề này. Là vì theo Đức Phật á, phiền não xuất hiện ở chỗ nào chúng ta kết thúc ở chỗ đó bằng chánh niệm và tỉnh thức. Thì tôi phân tích như vậy để chúng ta thấy cái khác biệt tại sao Đức Phật không dạy chỉ có tu quán cảm xúc với cái điều kiện là ngưng hết các hoạt động giác quan ở mức độ tương đối. Và trong kinh Trung Bộ thì có cái câu chuyện tương tác giữa Đức Phật và một đạo sĩ Bà La Môn. Ông này đó được mệnh danh là Muni, tức là bậc ẩn sĩ, bậc hiền sĩ, vì từ lúc ông ấy đi tu cho đến thời điểm gặp Đức Phật là ông ấy không có tiếp xúc người, cho nên đó là ai cũng đồn ông là thánh sống. Nhưng mà ông ấy vẫn còn hoài nghi chính mình. Ông hỏi Đức Phật: tôi tu như vậy có đúng hay không? Đức Phật trả lời đó: nếu có con mắt mà chọn một kiếp người không sử dụng để nhìn thì quả chướng tối đa là mù, quả kế tiếp á là chọn. Có lỗ tai mà không nghe thì quả chứng là điếc, còn cái quả chứng thứ yếu á là lãng tai. Có miệng không nói thì quả chứng là câm, nhẹ hơn là ác khẩu. Cho nên đó, đối với những người thực tập thiền Vipassana của cư sĩ Goenka thì tôi khuyên nhiều nhất một năm lên một lần thôi. Nếu quý vị thực tập 3 lần trong một năm để dẫn đến cái cảm giác nghiện và chúng ta bị lệ thuộc vào cái không gian yên tĩnh đó, cái điều kiện tu tập đó, nhưng mà ngoài cái không gian và điều kiện tu tập đó trở về nhà và ở đây làm việc chúng ta không đạt được. Còn đang khi Đức Phật dạy chúng ta là thiền ở trong đi đứng nằm ngồi ở mọi nơi mọi chỗ, cái đặc điểm trước mặt là gì, ở trong cái gian hiện tại và cái thời gian hiện tại đó. Và cái kỹ năng 6 đó là cảm nhận được hạnh phúc. Hỷ nó có thể là qua đồng người. Hạnh phúc đó là nó làm cho chúng ta gì? Có một cái tướng đi đó là thoải mái, tự tin, gương mặt rạng rỡ, ánh mắt đó là long lanh, sáng láng, thái độ lạc quan, tinh thần mạnh mẽ, bản lĩnh to lớn, kiên trì vĩ đại, không sợ khó, không ngại gian lao. Thế đó mới là cái biểu đạt của sự hạnh phúc. Còn hạnh phúc có điều kiện là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm ý, hợp dung về con người, sự vật, sự việc mà mình cảm thấy như ý, hợp lòng, hợp gu. Cái đó không phải là hạnh phúc đích thực. Hạnh phúc đó là giác quan có điều kiện. Cho nên khi thực tập là cho mình sẽ cảm nhận từ cái trạng thái hỷ sang trạng thái hạnh phúc. Và hai cái tầng lớp tích cực của cảm xúc này đó, nó làm cho chúng ta vẫy tay chào và nói không với trầm cảm. Theo đuổi một lý tưởng nào đó, đam mê không chưa đủ. Lý tưởng đó nó phải mang lại cái hỷ và cái lạc. Chúng ta mới đi trọn một kiếp người được, vượt qua các gian truân được. Và kỹ năng 7 và 8 đó, đó là ý thức rõ ràng các hoạt động tâm ý. Thì ngoài cái cảm nhận, cái thực tập làm sao có hỷ và lạc, thì những cái tần số, những cái hoạt dụng, những biểu đạt, những tàn như của tâm ý, đang giận biết giận, đang buồn biết buồn, tức là mình phải nắm rõ được nó. Nhưng mà không chạy theo, không vướng kẹt, không cưỡng chế nó, không áp lực để chấn áp đó. Cứ theo dõi, thấy rõ, giống như là từng cái thước phim vậy. Đó là cắt lớp ra, các lớp, các hệ cảm xúc ra, thấy rõ một mộng như thế và vượt qua nó bằng chánh niệm. Thì bằng cách này đó thì tự động á, các hoạt dụng của tâm ý nó được an tịnh, nó được lắng trong. Như vậy kỹ năng 6 và 7 xin lỗi kỹ năng 5 và 6 đó, nó là cái kỹ năng thay thế các cảm xúc tiêu cực bằng cảm xúc hỷ và lạc. Ở kỹ năng 7 và 8 là nắm rõ, ý thức rõ các hoạt động của tâm ý, theo đó để an tịnh hóa chúng.
tức là lắng dịu xuống, lắng trong. Và ở trạng thái 7 và 8 này đó, chúng ta sẽ không còn bị lệ thuộc tính điều kiện của hỷ và của lạc nữa. Đối với các kỹ năng 9, 10, 11, 12 thì điều đầu tiên chúng ta phải cùng với hơi thở chánh niệm ra vào, chúng ta phải cảm nhận về tâm. Thì cảm nhận về tâm này đó là một cái khái niệm chung, vì tâm là một cái khái niệm có nội hàm lớn, mà cảm xúc là một phần nội hàm của tâm. Thì này nó trùng lại ở một phương diện rộng hơn. Tại vì ý thức rõ ràng hoạt động tâm ý, thì đây ý thức rõ ràng hay là cảm nhận rõ ràng về tâm. Ở cái kỹ năng 10 thì cảm nhận sự hân hoan của tâm. Ở đây nó không đi vào cái lạc nữa mà chỉ là hân hoan thôi. Tâm hân hoan, tâm hân hoan nó làm cho người đó tự nhiên là năng động, thoải mái, phấn chấn, lạc quan, yêu đời, tràn đầy sức sống. Cái người tu mà tu đúng cách đó, thì vì vậy thấy là đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm, ra vào cửa đó tiếng đoan trang. Đó là cách mà thiền sư Di Hồng mô tả cái lợi ích của tâm hân hoan. Còn bây giờ mình nhìn một người tu nào đó mà cái gương mặt đó là giống như hình sự, căng căng, đâm đâm, rất là căng thẳng, hình sự thì không đúng rồi. Phải có tâm hân hoan. Và tâm hân hoan mình nhìn vô người đó thì tự động nó tạo ra là gì? Cái mà Phật giáo đại thừa gọi là gì? Nhất thiết chúng sinh hỷ tướng Bồ Tát. Thì ai gặp cũng cảm thấy vui vẻ. Nhưng mà mình tu bằng cách nào đó mà ta gặp mình ta không thấy vui. Ta nghe đến tên mình là ta mệt rồi. Ta thấy mình là ta trốn rồi, ta tránh rồi, là mình biết mình tu trật rồi. Phải có tâm hân hoan. Kỹ năng thiền thứ 11 là bắt đầu đi vào cái nội dung sâu của thực tập thiền. Quý vị chỉ cần nhớ là gì? Cởi trói tâm. Cởi trói tâm được hiểu là tháo mở các sợi dây xiềng xích, gồm xiềng xích tham ái, xiềng xích sân hận, xiềng xích si mê, xiềng xích hoài nghi, xiềng xích giả dưỡi, tức là hôn trầm, xiềng xích ngủ gật, thủy biên, xiềng xích dao động tâm, bất định tâm, quan mang tâm, tức là trạo cử, và nhiều dây mơ rễ má của các loại xiềng xích này. Mỗi một loại như thế là một sợi dây trói buộc. Chúng ta phải cởi trói tâm. Thì lúc đó đó, ai bị vướng kẹt vào tâm lý tiêu cực nào thì trong thực tập cởi trói tâm, chúng ta phải tháo mở cái gốc đó ra. Có người đó thì rất tốt về một phương diện, nhưng mà ở cái hiềm hận là không bỏ được. Giận ai thì giận dài, giận dở, giận lâu, chết mang theo. Đừng có bao giờ nghĩ là tánh tôi vậy. Thì đó quý vị phải liên tưởng là gì? Sợi dây bị chặt đứt, ngục tù thì vỡ tung, chìa khóa thì mở ra, quan trái giữa mình và một người nào đó khép lại. Thứ nhất là phải có một cái thiện chí đó, nỗ lực đó, liên tưởng đó, để cởi trói tâm mình khỏi cái hờn giận căm phẫn quan trái với nhân vật A, B, C, mà họ cho mình là cái thù, họ chỉ là tác nhân biến mình trở thành là nạn nhân của nỗi khổ niềm đau ở một phương diện nào đó, có một tình huống nào đó. Và cái này phải hết sức quyết liệt. Như vậy ai bị vướng kẹt vào tâm nào thì phải tháo mở cái sợi dây vướng kẹt đó. Ví dụ có người hãnh diện tự hào về ngoại hình đẹp trai đẹp gái của mình, do đó là chấp ngã về phương diện hãnh diện, thì tháo mở và gỡ trói. Người đồng mặc cảm từ khi tôi lùn quá, tôi mập quá, tôi đen quá, tôi xấu quá, tôi gầy gò quá, tôi nghèo quá, đó là chấp ngã về tự ti. Thì chúng ta phải tháo xiềng xích đó ra bằng cách mình nghĩ cái gì? Giá trị của con người không phải nằm ở vóc dáng, mà nằm ở gì? Những đóng góp trí tuệ và đạo đức.
và đừng có cái kiểu an ủi là nó không giải quyết được nha. Với con cáo vào một cái vườn do, trái do rất là xum xê, mùi do nực có lỗ mũi, làm cho cái bụng của con cáo nó cồn cào, dịch vị tiết ra đầy hết cả miệng. Con cáo nhảy lên để chụp lấy các chùm do, nhảy hoài, nhảy mãi mà nhảy không tới, chụp không được, lấy không được, ăn không được, nuốt không được. Thì thấy các con thỏ vào á, ông cáo mới nói: mấy em thỏ ơi, bữa nay anh cho mấy em hưởng hết vàng do này, anh không dặn cái gì hết á, anh thưởng cho các em hết. Ăn không được bỏ. Nhưng mà còn nói ra vẻ ta đây là nhân từ, bao dung quảng đại, thương đàn em lắm. Cái đó là tiếc nuối mà thể hiện về cái sự chấp ngã. Mà ngã đây là ngã cao ngạo. Mà cái thực tại chính yếu là gì? Muốn ăn nhưng mà mối không tới, hái không được, nuốt không xong. Do đó là an ủi. Các nhà tâm lý học phương Tây đó thường dạy người ta vượt qua cái sự rụt rè và mất tự tin. Đó là xem á, người nghe mình là như là cỏ rác, như là rơm, để tăng cái bản ngã lên. Cái đó là nguy hại. Được cái tự tin thì dẫn đến cống cao ngã mạn. Mà tôi hướng dẫn á, những người mà làm giảng sư á, xem những người nghe của mình là gì. Người thân của mình, nhất là người thương mình nhất, người để mình nhất, người ủng hộ tinh thần mình nhất, thông cảm mình nhất. Người thông cảm, người ủng hộ ta đâu có phán xét mình, chửi bới mình, thị phi mình, chống đối mình, cài bẫy mình, cho gây bánh xe, phá đám, để đẩy mình vô tình thế là ba chìm bảy nổi tám lên trên. Như vậy, ở một tập thể nghe người, nếu quý vị liên tưởng, nếu quý vị có người mẹ là hiểu mình nhiều nhất, mình nghĩ 1.000 người đó là mẹ mình hết, thì mình đâu có sợ nữa đâu. Hoặc là những cái câu đó nó rất là nặng nề chứ là chó sủa mặt chó, người đi đường cứ đi. Đó là lời thị phi của những người xấu, xem như là tiếng chó sủa. Đó là mình phỉ nhổ và xúc giật quá người khác. Nó làm cho mình tự tin, có bản lĩnh hơn. Nhưng cái ngã mạn cống cao tự hào nó được ghi vào trong cái kho tàng tâm mình hồi nào không hay. Bởi như cái nhận thức mà tâm lý học phương Tây nó xúi dục ta đi vào cái hướng bất ổn. Và tâm lý học phương Tây cũng cho phép là gì? Khi mình ghét một người nào đó là mình nợ người đó, lấy súng bắn, lấy dao đâm, lấy lửa đốt, dẫm đạp chân lên, không có phạm tội, để xóa bỏ cơn hay trút đổ cái cơn hận dữ mà không phạm pháp. Cái này đó nói theo Đức Phật là đang gieo các hạt giống sát nghiệp. Và đến lúc nào đó không có người an ninh ở đó, có một cái khẩu súng mất kiểm soát, nghĩa là chết người khác. Giống như Mỹ, vụ xả súng mười mấy học sinh bị chết, hai cô giáo bị chết. Và nạn xả súng chết hàng năm ở Mỹ lớn gấp mấy chục lần so với châu Âu. Và gom năm châu lục lại, tổng số người chết bởi bị súng, lạm dụng súng, chưa bằng được 70% của xả súng tại Mỹ. Nhưng mà Hiệp hội Súng trường của Mỹ nó có một cái thế lực chính trị rất là mạnh, chi phối đảng, đảng phái và chi phối chính sách của nhà nước Mỹ. Cho nên á, đảng Cộng hòa đây đã ủng hộ sở hữu súng, đảng Dân chủ đang cầm quyền hiện tại đó thì chống ngược lại cái đó, mà không đi về đâu. Việc sở hữu súng chỉ làm cho người sở hữu có cảm giác trấn an, tôi có thể tự vệ, nhưng bị rủi rất cao bởi sự sở hữu súng người khác, mà người đó bị điên, người đó mất kiểm soát, người đó uống rượu, người đó mới chưa xem cái phim bạo lực xong, có thể xả súng và bắn chết lúc nào, không hay. Như vậy, cái trấn an đó là tạm thời, nhưng mà cái bất an đó là thường trực. Đó là những giới hạn của thế giới tự do. Như vậy, trở lại vấn đề, khi chúng ta kể trói tâm, là phải thấy rõ nguyên nhân gốc rễ của nó nằm ở đâu, vì sao nó như thế. Mà nói theo Đức Phật ở trong Kinh Tương Ưng á, là thấy được cái sự xuất hiện, tức là sự sinh khởi, sự diễn tiến, sự tác hại và sự kết thúc của từng dòng chảy tâm, từng phản ứng tâm, thì chúng ta mới thấy được cái nhu cầu của cởi trói tâm là quan trọng biết chừng nào.
Và cái này đó nó ứng với hai nội dung giải thoát: Chitta Vimukti, giải thoát tâm, tức là cởi trói tâm khỏi các trói buộc là giải thoát. Nội hàm chính của thực tập trong Phật giáo là chỗ này. Và thứ hai đó là Panya Vimukti, tức là giải thoát bằng trí tuệ. Muốn cởi trói các sự sinh tâm, chúng ta phải có trí tuệ, thấy rõ được cái tính hiển thể và cái tính tác hại, cái tính kết thúc của nó. Và ở kỹ năng thứ 12, đó là tâm thiền định. Giờ đây nhắc nhở chúng ta, thiền á thì có tứ niệm xứ, mình chọn một trong bốn thứ. Định á thì một trong 40 đề mục. Và kỹ năng thứ 13 đó là nhắc nhở chúng ta về tính vô thường, tức là làm chủ hơi thở dài ngắn ra vào, tôi cảm nhận vô thường. Biến cố COVID-19 là một bài học tự nhiên giúp cho chúng ta nhận ra vô thường rất nhanh. Người thân đang sống khỏe mấy ngày trước nhiễm bởi COVID-19 ra đi rất nhanh, chết trong cô đơn hiu quạnh ở bệnh viện, không có người nhìn thấy mặt, không có người được làm lễ liệm, không có người được tham gia lễ hỏa táng, chỉ tiếp nhận một tro cốt từ một người đang sống khỏe. Ngày gặp lại là một tro cốt vô hồn. Chúng ta nhìn thấy người thân mình chết, làng xóm mình chết, cộng đồng Việt Nam chết, dân cư toàn cầu chết, mấy triệu người chết trên quả địa cầu này. Và ai còn sống thì phải thấy biết rất rõ mình có phước rất là lớn. Tôi được trưởng lão Hòa Thượng Viện Trưởng giao cho nhiệm vụ làm tổng điều phối tình nguyện viên Phật giáo tại các bệnh viện dã chiến. Thì từ lúc vận động cho đến lúc kết thúc vào tháng 3 năm 2022 thì có hơn 500 tình nguyện viên Phật giáo tham gia. Trong số đó có các tăng ni, và trong số các tăng ni đó thì có tăng ni sinh Việt Nam học tại Học viện Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh khóa 13, trong lúc chờ đợi tốt nghiệp đã tham gia. Thì cũng có ít nhất là 3 tăng ni làm ở tuyến đầu các bệnh viện dã chiến tại Thành phố Hồ Chí Minh. May mắn là vì mình là tình nguyện viên, cho nên khi người thân bao gồm mẹ và chị bị nhiễm COVID-19 thì được ưu tiên đưa vào trong bệnh viện đó. Và chính bàn tay của các tình nguyện viên tăng sĩ này và ni sinh này đó chăm sóc. Và cái giờ phút cuối, người mẹ đó, người chị đó ra đi trong sự chăm sóc của tình nguyện viên Phật giáo. Đó là một cái điểm an ủi lớn. Thế chứ, với tư cách là một tình nguyện viên, mình có thể hướng dẫn niệm Phật, nhắc nhở về vô thường, buông hết tình yêu, tình thương, tính trách nhiệm, tính cam kết. Những người nào có trách nhiệm và cam kết nhiều chừng nào, đam mê và theo đuổi cái lý tưởng như đó mạnh mẽ chừng nào đó, thì ở những cái thời khắc gần chết ấy, họ không muốn chết, họ nếu lại, họ nắm lại, họ ghi lại, nó kéo dài thêm một vài tiếng, một vài ngày, thậm chí là một vài tháng. Nhưng mà cũng có những trường hợp, một trong những trường hợp đó là tôi giúp đỡ trực tiếp. Một người hòa thượng là 79 tuổi, có 3 bệnh nền, chưa từng chích một mũi vaccine nào. Khi phát hiện bệnh nhập bệnh viện là trong tình trạng nặng rồi, bác sĩ khuyên là gì, hãy chuẩn bị mọi thứ đi. Và cuối cùng hòa thượng này lại sống khỏe. Nếu bây giờ thì vẫn còn bình an, không sao hết á. Đang khi tại Thành phố Hồ Chí Minh là 60 tăng ni qua đời bởi COVID-19. Dĩ nhiên là cái nguyên do chính là do chưa được
tiêm chích vaccine. Bởi vì tu sĩ đó đứng vị trí thứ 14 trên tổng số cái bản danh sách 16 ưu tiên đó. Mà lẽ ra tu sĩ phải được đứng hàng ưu tiên là về tiếp xúc với cộng đồng tôn giáo. Và chùa Giác Ngộ của tôi, ngoài cái việc điều phối đó, còn điều phối xe cấp cứu, oxy cho các bệnh viện, oxy đến tận nhà, rau quả củ, thức ăn, các trang thiết bị y tế, và làm liên tục. Tôi may mắn là không bị nhiễm. Ở chùa Giác Ngộ của tôi là 52 người nhiễm hết, mà tôi tiếp xúc nhiều hơn là không bị nhiễm. Thì cái này cũng khó nói lắm, nhưng mà ý lại coi chừng chết thôi. Cho nên quán tưởng vô thường nó giúp cho chúng ta không có sợ. Và khi á, cái nặng nhất của vô thường là gì? Cái chết. Nhẹ hơn cái vô thường là gì? Tổn thất, mất mát, thất nghiệp, phá sản, giáng chức, ly dị, mất tình yêu, bị lừa đảo. Mà nếu như là ngày nào mình cũng thực tập thiền, minh sát, cảm nhận vô thường, chúng ta đã có một cái quá trình chuẩn bị rất tốt rồi. Thì khi cái vô thường đã đến, thì thông thường nói theo kinh Vô Ngã Tướng, phản ứng thông thường của con người đó là trải nghiệm khổ đau, chìm trong khổ đau, mất ăn, bỏ ngủ, trầm cảm, có người tự tử chết theo. Thì người thực tập Phật giáo ở trong cái tình huống này, Đức Phật dạy là gì? Cái này không phải là tôi, tức là không đánh đồng cái nỗi khổ niềm đau đó là tôi, và tôi không phải là nạn nhân. Mặc dù về phương diện luật pháp và thực tế mình là nạn nhân, phải tháo mở cái tư cách nạn nhân đó ra thì chúng ta mới nhận thức rõ được vô thường và không chấp vào nó. Cái này không phải là sự của tôi, mất tài sản, mất của cải, mất chức vụ, mất tình yêu, rồi mất tình thân. Mình đó, nó không phải là xấu của mình, cho nên mình bớt khổ về đó. Và cái này không phải là tự ngã của tôi, nó không phải là tâm tôi. Cái này nó dành cho cái người đang hấp hối và những người đã chết. Thường người ta chấp vào cái tâm thức đó là tự ngã của mình. Tâm thức nó vĩnh hằng, trở thành các hồn ma bóng vía, vắt vượng chỗ này, vắt vượng chỗ kia, tồn tại ở nơi tai nạn giao thông xảy ra, ở nơi bộ huyệt, ở nơi từ đường, ở nơi thờ phượng, ở nơi cúng bái. Cái chấp ngã, cái đó được Đức Phật nói ở trong kinh Trường A Hàm, đó là nhất tưởng. Tức là chỉ có một cái tâm thức duy nhất tồn tại vĩnh hằng sau khi chết thôi. Là vì sau này chúng ta gọi đó là hương linh. Và cái đó Đức Phật gọi đó là chấp thường. Cho nên thực tập vô thường ở trong cái bài kệ vào buổi chiều mà các tăng ni Phật giáo Bắc Tông đọc tụng, hãy quan sát mạng sống con người cũng giống như con cá. Khi nước cạn dần thì mạng sống nó được tính bằng khoảnh khắc của thời gian. Liên tưởng đến vô thường đó, nỗ lực tu tinh tấn cũng giống như là chữa lửa đang cháy trên đầu của mình. Cho nên hãy tinh tấn thường xuyên, đừng buông lung, để về sau không phải nuối tiếc và hối hận. Cái lời nhắc nhở đó với ẩn dụ đó rất sâu sắc. Nhưng mà bao nhiêu người chúng ta hiểu được chữ Hán để mà thấy rõ được cái giá trị của ẩn dụ này. Kỹ năng thứ 14 đó là cùng với hơi thở, chánh niệm ra vào, lìa tham. Dục duy túc là những cái mong muốn, những cái ham muốn, những cái nỗ lực, những tinh tấn, những kiên trì, những phấn đấu để đạt được mục tiêu cao quý, tốt lành, thiện ích, có giá trị và mang lại lợi lạc. Thì không nên được xem đó là nội hàm của tâm tham. Tâm tham đây là tâm tham về việc xấu, tham những thứ nó không thuộc về sở của mình, tức là trộm cắp, lừa đảo, tham nhũng, rồi tham ái ngoài vợ chồng hợp pháp á, dẫn đến tan nát gia đình, thì chúng ta phải lìa.
Ở những cái căn bản đó thì lìa tham có giá trị giúp cho người thực tập trở thành một người chân chánh, đó là chân nhân. Chứ đừng có nghĩ là lìa tham đây là tất cả thiện chí, thiện nguyện, thiện ích mình bỏ hết, buông Phật sự, buông thiện sự, buông an sinh xã hội, thì làm sao lấy cho cộng đồng, làm sao có tâm từ bi thực hiện bằng hành động cụ thể được. Và quan trọng nhất của lìa tham đó là dứt tâm tham ái, cầm mắt tình hát, đó là khao khát tình yêu, khao khát tính dục, khao khát hưởng thụ giác quan, tự thỏa mãn hay là thỏa mãn được người hỗ trợ. Thì cái này dẫn đến trói buộc và dẫn đến nghiện, và đó là cái bệ phóng đưa vào ba cõi sáu đường sau khi chúng ta qua đời. Ở kỹ năng thứ 16 đó là quán buông bỏ. Đừng nên hiểu là bỏ trách nhiệm, bỏ việc làm nha, bỏ dấn thân, mà bỏ đi là bỏ nỗi khổ niềm đau, bỏ chấp mắc, bỏ cảm xúc tiêu cực, bỏ những gì đó thuộc về trần tục. Thì tâm chúng ta mới được thanh tịnh, mới được an tịnh và hạnh phúc. Và ở cái kỹ năng thứ 15 á, chúng ta quán niết bàn, có kỳ được dịch đó là tịch diệt hay là hỏa diệt. Hay là diệt độ. Niết bàn là trạng thái an lạc hạnh phúc lớn nhất. Như vậy, trong 16 kỹ năng thở thiền, chúng ta đã có 4 kỹ năng thở liên hệ đến hạnh phúc. Kỹ năng thứ 5, cảm nhận mừng vui. Kỹ năng thứ 6, cảm nhận hạnh phúc, và hai cái này nó liên hệ đến cảm xúc. Kỹ năng thứ 10, cảm nhận tâm hân hoan. Và kỹ năng thứ 15, xin lỗi, kỹ năng thứ 10, kỹ năng thứ 15, cảm nhận niết bàn, đó là cái trạng thái hạnh phúc cao nhất, thường xuyên nhất và không bị điều kiện hóa, không bị thay đổi. Nếu như chúng ta tập trung vào 4/16 nội hàm hỷ lạc và hạnh phúc này từ thấp cho đến cao nhất theo chữ tích cực, người thực tập thiền làm sao bị rơi vào trầm cảm được. Và cái kết quả đó nó được thể hiện qua ánh mắt, nụ cười, dáng đi, việc làm, sự dấn thân rất là cụ thể. Kính thưa quý thầy, quý sư cô, các quý Phật tử, chúng tôi kết thúc thì tự tóm tắt lại là trong tuần lễ quân tu của mùa ăn cư kiết hạ 2022 dành cho hội đồng điều hành, tập thể các giảng viên, trưởng lão hòa thượng viện trưởng đã quyết định sáng có thời thiền Vipassana trước tụng kinh 30 phút, tối trước thời kinh có thời thiền tối thiểu là 20 phút. Về thiền hành đó thì các thầy các sư cô nội viện đó là thực tập 7-8 lần như thế. Nếu chúng ta nắm vững được 16 kỹ năng này đó, quý vị giống như đang sống ở trong rừng thiền rồi. Và thường xuyên đọc lại kinh 16 quán niệm hơi thở, kinh thân hành niệm, kinh tứ niệm xứ, kinh đại niệm xứ, kinh người biết sống một mình, kinh bốn thiền, và kinh nói về chính thứ tự của thiền định. Thì đó là những bài kinh rất quan trọng để giúp cho chúng ta thực tập có kết quả. Thú thật với quý thầy quý cô, vào năm 1978 đó, tôi làm thị giả của hòa thượng Thích Duy Lực, chuyên về thiền công án và thoại đạo, và tôi đã thực tập rất là rộng rãi suốt 2 năm đó. Rồi sau này đến năm 94 sang Ấn Độ đó, thì có cơ hội tiếp xúc vào là phương pháp thiền Vipassana,
Mà thực ra trước đó đó, thì trong cái quyển Kinh Tụng Hàng Ngày do tôi biên tập vào năm 92, xuất bản đóng lần đầu tiên vào năm 94, thì tôi đã giới thiệu 3 bài kinh thiền rồi. Đó là Thiền Tứ Niệm Xứ, Thiền Thân Hành Niệm và Thinh Quán Niệm Hơi Thở. Thì khi mình có thực tập trực tiếp á, thì mình thấy rất rõ cái giá trị của phương pháp thiền mà Đức Phật đã dạy. Có thể có nhiều thầy, nhiều sư cô, nhiều Phật tử sẽ không tán đồng với tôi. Việc đó là quan điểm của cá nhân, tôi tôn trọng. Nhưng lời khuyên của tôi vẫn là giữa phương pháp thiền của Đức Phật Thích Ca và phương pháp thiền tổ sư của các tổ Trung Hoa mà Việt Nam mình ảnh hưởng, cũng như Nhật Bản và Nam Bắc Triều Tiên tiếp nhận từ Trung Hoa. Tôi vẫn khuyên chúng ta hãy thực tập thiền minh sát, còn gọi là thiền tứ niệm xứ đó. Còn thiền chỉ nó quan trọng. Tự thân á của 16 kỹ năng thở thiền này, nhất là 2, 4 cái kỹ năng thở đầu đó, làm chủ hơi thở dài, làm chủ hơi thở ngắn, làm chủ hơi thở trong toàn thân và an tinh toàn thân, đó là gì? Thiền chỉ. Và thiền chỉ này là số 1. Cho nên Đức Phật đã đặt 4 kỹ năng đó ở vị trí đầu tiên. Sau đó là qua đến thiền quán. Vì thiền quán mới mở trí tuệ, mở trí tuệ mới giải quyết được các vấn nạn nỗi khổ và niềm đau, là bế tắc của con người. Cho nên nếu quý vị có 15 phút ngồi thiền thì dành 3 phút cho đến tối đa 5 phút đầu là thiền chỉ. Chỉ tập trung vào theo dõi hơi thở thôi. Cái tập trung đó nó giúp cho quý vị đó đi vào định rất là nhanh. Còn 40 đề mục thiền chỉ thực ra nó, cái đoạn hàm nó không hẳn là thiền chỉ đâu. Thí dụ như quán đất nè, quán nước nè, quán lửa, quán gió, thì tự động nó liên hệ đến hình ảnh. Bên ảnh nó thuộc về quán, chứ làm sao mà chỉ được. Chỉ có hơi thở nó trong cơ thể của mình, mình theo dõi cái vận hành ra và vào trong đó, sẽ làm cho mình lắng tâm. Nội cái đó không, nó giúp cho tâm bình yên, tâm định tĩnh, tâm thư thái, tâm thoải mái thì được vượt qua lo lắng căng thẳng hồi hộp. Cho nên trong 16 quán niệm hơi thở, 4 hơi thở đầu là thiền chỉ rồi, và 12 hơi thở sau đó là thiền quán. Nó đã đủ chỉ và quán. Thì mặc dù tôi rất là tôn kính Ngài Buddha Gosa, và tôi cũng có giảng 40 đề mục thiền chỉ, nhưng mà tôi vẫn không khích lệ thực tập 40 đề mục đó. Vì trong tứ niệm xứ thì cái bằng mà quán thân đó, nó thuộc về một phần là thiền chỉ và các phần còn lại là thiền quán. Còn trong 16 pháp môn niệm hơi thở thì 4 hơi thở đầu đó là thiền chỉ, 12 hai thở sau đó là thiền quán. Nó đã có chỉ và quán dung thông rồi. Mong tất cả quý thầy quý sư cô thực tập có kết quả.